Tôi nói đây không phải vì ghét bỏ gì đâu, nhưng đây thật sự là niềm cảm hứng cho mọi đứa trẻ đấy. Rằng bạn chỉ cần ghi vỏn vẹn trung bình 11 điểm mỗi trận tại NBA là có thể đút túi 200 triệu đô. Các bạn có thấy câu nói này quen thuộc không? Đây là lời cà khịa của Shaquille O'Neal vào bản hợp đồng tối đa 205 triệu mà Utah Jazz dành cho Rudy Gobert. Bản hợp đồng kỷ lục đối với một trung phong trong lịch sử. Việc Shaq có những lời khó nghe, nửa thật nửa đùa như vậy chẳng phải chuyện gì lạ. Gần như cả NBA này đều được cựu cầu thủ cà khịa rồi. Một số nạn nhân đáng chú ý nhất của ông có thể kể đến JaVale McGee, Tim Duncan và Dwight Howard. Tất nhiên, ở cái đẳng cấp của một huyền thoại sở hữu 4 nhẫn vô địch, được hai câu lạc bộ treo áo và có tên trong sảnh danh vọng, lời bình của Shaq thật sự có trọng lượng. Tôi có thể ghi tận 45 điểm và 16 rebound, bất chấp việc ném hụt 10 quả phạt trong 3 hiệp đấu. Còn Gobert chỉ có 11 điểm, 4 rebound và bị cho ra tắm sớm cũng trong 3 hiệp đó. Dòng trạng thái trên được đăng kèm một tấm ảnh không hề ngạo nghễ hơn. Ngay lập tức, những lời bình phẩm của Shaq dành cho Gobert đã trở thành chủ đề bàn tán, tranh cãi trên khắp các diễn đàn, trang mạng xã hội về bóng rổ. Người gần gũi tán thưởng, kẻ lại phản đối kịch liệt. Vậy liệu Rudy Gobert có thật sự xứng đáng với số tiền lương hơn 200 triệu trong 5 năm hay không? Có thể thấy Shaquille O'Neal đánh giá thấp khả năng tấn công của Gobert. Điều này khá hợp lý bởi từ lúc đặt chân vào vũ đài NBA đến nay, trung phong người Pháp trung bình mỗi trận chỉ ghi được 11,8 điểm và 1,4 kiến tạo. Ngay từ khi bộ môn bóng rổ được khai sinh, trung phong thường có nhiệm vụ ghi điểm, thậm chí là đóng vai trò lớn trong việc kéo điểm cho đội nhà. Nếu thời của Shaq, trung phong ghi điểm ở khu vực hình thang, thì thời nay những gã to lớn này mở rộng địa bàn ra cả ngoài vòng 3 điểm. Hiện tại những cái tên nổi bật có thể kể đến Brook Lopez của Milwaukee Bucks, Mark Gasol của LA Lakers và Nikola Jokic của vùng đất mỏ Denver Nuggets. Thế nhưng vai trò của trung phong không chỉ gói gọn ở tấn công mà họ là nhân tố cực kỳ quan trọng ở mặt trận phòng ngự. Và nói về phòng ngự, Rudy Gobert là một con quái vật đúng nghĩa. Hãy cùng quay ngược về năm 2013, chàng trai trẻ Rudy Gobert từ nước Pháp xa xôi được Denver chọn ở lượt 27, nhưng ngay sau đó anh được trao đổi sang Utah Jazz. Gobert đã ngay lập tức gây được sự chú ý bởi chiều cao vượt trội 2m13 cùng sải tay 2m34. Anh từng là tân binh có sải tay dài nhất NBA trước khi kỷ lục này bị phá ở kỳ draft 2018. Biệt danh tỏa tháp cũng từ những chỉ số cơ thể ấn tượng này mà sinh ra. Kể từ khi đặt chân lên cõi NBA, Gobert nhanh chóng trở thành bức tường hậu vệ vững chắc cho vành rổ của Utah. Lợi thế về thể hình cộng với lối chơi thông minh giúp trung phong người Pháp nắm thế chủ động ở khu vực hình thang. Anh quan sát cách di chuyển của đối phương, sau đó dùng lợi thế về thể hình cùng đôi chân nhanh nhẹn để chiếm vị trí thuận lợi. Cuối cùng tung ra những cú block chê chọc, dập tắt hy vọng ghi điểm của đối thủ. Hoặc Gobert sẽ ép đối thủ của mình vào thế chân tường. Khi đối phương buộc phải ném rổ trong tư thế khó, anh chỉ còn việc vươn đôi sải tay dài của mình, chọn điểm rơi của bóng và ôm gọn vào trong lòng bàn tay. Trung bình mỗi trận, tòa tháp người Pháp tung ra 2,2 cú đập ruồi dành cho đối thủ. Nếu chỉ tính riêng tại mùa giải năm nay, Gobert hiện đang đứng thứ hai về chỉ số block bóng. Còn về khả năng tranh bóng bật bảng, hiếm có cầu thủ nào ở NBA hiện tại đủ tự tin đối đầu với Gobert. Trung bình mỗi trận trung phong người Pháp có tới 11 pha rebound. Utah Jazz mùa giải này đang đứng thứ 3 về chỉ số phòng ngự. Có được thành tích này chắc chắn công lớn thuộc về Rudy Gobert. Nếu chưa đủ thuyết phục, hãy cùng ngó sơ qua danh hiệu cá nhân mà tòa tháp này đạt được trong 8 năm qua. Kể từ mùa giải đầu tiên tại NBA, một lần có tên trong danh sách All-Star, 4 lần liên tiếp có mặt trong đội hình phòng ngự của mùa, 2 danh hiệu cầu thủ phòng ngự xuất sắc nhất năm và được vinh danh là vua block bóng năm 2017. Bạn biết anh ấy là một bức tường phòng ngự tuyệt vời, anh ấy khiến cả đội đi lên, thật sự đấy. Có lẽ câu nói của người đồng đội Mike Conley cũng đủ cho thấy được Rudy bá đạo như thế nào ở khu vực sân nhà. Vậy còn ở mặt trận tấn công thì sao? Đừng để các con số nghèo nàn ở các cột ghi điểm đánh lừa. Anh là nhân tố quan trọng bậc nhất trong các miếng đánh pick and roll ở các đợt lên bóng của Utah. Với lợi thế chiều cao khủng, Gobert là bức tường hoàn hảo để tạo không gian cho đồng đội đột phá vào bên trong hoặc thoải mái tung những phát súng từ ngoài vạch 3 điểm. Donovan Mitchell có thể sẽ chẳng ghi được tận 22,7 điểm hay có 7 cú ném 3 mỗi trận nếu thiếu vắng Gobert. Hiện tại Gobert và Mitchell chính là bộ đôi hậu vệ trung phong đáng sợ bậc nhất ở bờ Tây. Không chỉ xuất sắc trong việc hỗ trợ đồng đội, tự thân Gobert cũng có thể mang về cho đội nhà những điểm số quan trọng. Donovan Mitchell chính là người đã thực hiện trung bình 3,9 đường truyền cho Rudy Gobert mỗi trận. Chúng tôi luôn chú ý đến anh ấy nhiều nhất mỗi khi có cơ hội. Tôi đã tập luyện rất nhiều lối đánh này. Chỉ cần tập trung đưa bóng cho Gobert và thực hiện những pha tấn công hợp lý, mọi nỗ lực sẽ được đền đáp, Mitchell chia sẻ. Ở mùa giải này, Gobert là cầu thủ ghi điểm trung bình nhiều thứ hai NBA từ những tình huống pick and roll. Không chạy theo xu thế big man ném xa hiện nay, Gobert chọn cách làm chủ khu vực hình thang, bù rổ khi đồng đội ném hụt hoặc ngầu hơn là giáng xuống rổ đối phương những cú sấm sét.
Còn nhớ mùa giải 2018-2019, Gobert đã thiết lập nên kỷ lục cầu thủ có nhiều pha úp rổ trong một mùa nhất lịch sử với 306 lần, vượt qua thành tích 269 trước đó của Dwight Howard. Một phần ba trong số đó là những cú alley-oop đẹp mắt, đủ sức khiến nhà thi đấu phải nổ tung. Có thể thấy Rudy Gobert rất ít khi ghi điểm cho đội, nhưng một khi ra tay, anh chẳng ngán đối thủ nào. Còn nhớ trong trận đối đầu với Dallas Mavericks ngày 28 tháng 1, Donovan Mitchell được nghỉ dưỡng sức, Gobert lập tức tỏa sáng với 28 điểm cùng 20 rebound. Thôi nào Shaq, Gobert giỏi tấn công đấy chứ. Sẽ là khập khiễng nếu so sánh Shaq với Gobert, nhưng có thể thấy trung phong người Pháp có những nét tương đồng với lối chơi của huyền thoại Lakers, thậm chí khả năng ném phạt của Gobert còn tốt hơn Shaq. Ở thời điểm hiện tại, mặc dù Gobert vẫn còn chưa thể giúp Utah giả có được danh hiệu vô địch như tiền bối Shaquille O'Neal thời kỳ hoàng kim ở LA Lakers và Miami Heat. Thế nhưng, chinh phục chiếc vô địch là một hành trình dài và không thể chỉ dựa vào một cá nhân. Vì lẽ đó, Gobert chưa chạm tay vào chiếc cúp Larry O'Brien, nhưng không thể phủ nhận rằng anh là một trong những trung phong xuất sắc nhất NBA hiện nay. Vị trí đầu bảng xếp hạng miền Tây của Utah Jazz hiện tại có công rất lớn của cầu thủ người Pháp. Tất nhiên Gobert vẫn còn đó những điểm yếu cần cải thiện. Dễ nhận thấy là khả năng ném rổ, hiệu suất của những quả ném từ khoảng cách 3 feet trở lên của Gobert khá thấp, chỉ tầm 30%. Hơn nữa, bộ kỹ năng ghi điểm của Gobert khá ít nếu không muốn nói là nghèo nàn. NBA ngày càng thay đổi, có nên chăng trung phong 28 tuổi cũng phải thay đổi để thích nghi? Có lẽ chỉ có bản thân anh biết rõ câu trả lời. Quay lại với bản hợp đồng khủng của Utah Jazz dành cho Gobert. Theo tôi, đây là một sự tưởng thưởng xứng đáng cho đội bóng phố núi dành cho tòa tháp người Pháp. Trong suốt 8 năm qua, Gobert từ một cậu trai trẻ tự ti giờ đã trở thành trụ cột không thể thiếu. Hơn nữa, Utah không phải là một thị trường màu mỡ cho các siêu sao. Việc giữ chân thành công Gobert bên cạnh Mitchell bằng các bản hợp đồng tối đa sẽ giúp ban huấn luyện xây dựng bộ khung vững chắc cho Utah Jazz trong những năm tiếp theo. Rõ ràng khi bạn càng giỏi, bạn sẽ được nhận nhiều sự chú ý hơn. Có người khen ngợi nhưng bên cạnh đó là những lời chỉ trích. Ý tôi là hãy nhìn LeBron xem, anh ấy đã thực sự phải nhận nhiều chỉ trích nhất trong thế hệ của chúng tôi, và anh ấy cũng là cầu thủ thành công nhất. Vì vậy khi bạn thành công, những lời đánh giá và gièm pha là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là bạn không được để chúng ảnh hưởng đến bản thân. Gobert đã đáp lại lời ca khịa của Shaq như vậy đấy. Mùa giải hãy còn dài, chặng đường 5 năm của bản hợp đồng còn dài hơn. Vậy hãy cùng xem tòa tháp người Pháp sẽ thể hiện ra sao để những lời chỉ trích kia đi vào dĩ vãng. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành và ủng hộ các kênh YouTube của tôi trong năm Canh Tí vừa qua. Và bây giờ là thời điểm gần năm mới rồi, chúng ta có thể tạm quên đi những gì đã diễn ra ở năm cũ, dù cho đó có thể là niềm vui, hạnh phúc hay là một nỗi buồn nào đó. Chúng ta cùng hướng đến năm mới Tân Sửu với rất nhiều những sự kỳ vọng, và chúc cho những khán giả của tôi thật sự hạnh phúc và luôn vui vẻ mỗi ngày.